Nói chung là một sáng tạo tâm linh như nguyện đúng nhờ đủ rồi này. Sao anh em ý anh em sao áo anh em gì thì ông nào nào nghe anh em nhắn tin Zalo nào ta. Không thấy luôn ta. Chắc bị delay rồi. Chắc bị delay rồi. Hay bây giờ thế đếm đi nhỉ? Chơi đếm đi, liều đi. Bây giờ có gom cũng cũng vậy không? Có gom nhau luôn, nhau như anh em thấy hôm qua mình có 3 phát liên tục đấy. Phát luôn. Mình nhắm mắt mình đập luôn. Đếm đến 10 đập. Đếm đến 10 đập. Tắt hết tất cả này. Tắt hết tất cả này, mọi thứ này. Tiếng chuông nhà thờ này, đồ họa này, để chuẩn bị chào đón. Từ từ đã, 50-50 rồi này. Thế 50-50, 49 là 49 sơn công chúa đập 49% đấy. Mình có bắt trước mình đập là to đấy. Giờ đến đấy lúc cán luôn. Chơi nha. Mình đếm đến 10 xong mình đọc rồi mình quay quay điện thoại mình coi trên live này nó có lên không. Bây giờ nhát tay rồi. Là 310 anh em. Mẹ tư của bà. Quan trọng thì mình biết chắc cú là mình không lộn được rồi. Bây giờ còn chưa có khổng lồng nào. Ngày hôm qua có 3 cọc còn chưa không lên được mắt họ. Lúc nãy anh em thấy không? Đập cái búa xịt. Đập nguyên tố xịt 3 lần. Vẫn còn hên á, vẫn còn hên là được được xịt 3 lần. Được đập 3 lần. Chứ xui là chứ nó phát đầu tiên nó xịt mất thần luôn rồi. Chứ trời, trời quỳnh ba nó khó. Đây là ngủ hai của mình nhiều lắm này. À, lại lắc quá này. Đùa thật đấy. Đang 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 treo đang đang treo cửa hàng mà nhấn vào cái dương thế là nó bị lật lác liền. Nó bị lỗi liền. Cho bác động lực à. Biết đâu bất ngờ à. Bất ngờ đối với người khác thôi. Giống như hôm qua mình núp vào bồ mình xoay xoay lông mà xoay wing mà vẫn vẫn xịn kinh thật. Wing mình đang có 18 cái cơ mà. Ngọc thì đấy, anh em cứ tưởng tượng 500 bé này là tầm mấy triệu đấy, không ít đâu. Một bây giờ nó đang bán là tầm 4 gì? 4 4 4 4K một cặp. Thì 100 cặp là 400 phải không? 2 mét. Ủa đâu? À mồi hả? Ồ nó nhanh thế nhỉ. Rồi. Bây giờ trước tiên là mình phải đi ra một vòng, nếu mà Ngọc Thần mà từ 500k đổ xuống là luôn, nhưng mà Ngọc Thần chắc chắn là cũng có 500k rồi. Ngọc Thần chắc chắn cũng có 500k rồi. Nhưng đồ thần là 600k này, nhưng mà mình đang đập win cơ mà giờ. Ngọc may mắn là đang đấy, thôi mở đi. Mở. Đằng nào cũng vậy chơi lớn, cho đi hạ trầm trồ.
Lâu lắm không mở bot này. Bây giờ mở nó ra mấy cái gì đâu. Giờ tính năng thôi, tính năng kỹ năng hoàn hảo. Sốc két này. Đó. Đó. Ô đèn màn hình đen thui hả? Ô sao màn hình đen thui ta? À, nó nằm ở bên cái ạc kia rồi, được rồi. Không có khi lại đi bay bay, có khi lại bay, có khi lại bay thêm mét này. À, được viên may mắn. Ồ, trời, không được viên thần nào luôn. Tỷ lệ giống như cái quần rồi đấy, sắp bay mét rồi. À? Bất động sản là đang bất động sản bán là chắc ông đang bui cái xét báo táp hả? Vua tài. Bán thân rẻ mà. Không ra viên thần nào luôn. À, đây là một viên thần. Dạ, đúng một viên thần nha. Khốn nạn chưa, đúng một viên thần luôn. Hay thế nhỉ. Đó, 1 mét ATM được nhiêu đó đó. 3 viên may mắn, 3 viên hoàn hảo, 3 viên cấp độ, 1 viên thần. Nó chơi vào tầm 10 viên, tổng cộng 10 viên hả? 10 viên mà. Giá cấp độ hoàn hảo đổi thần. Cũng méo mặt luôn. Đang còn chừa lại được mấy cái này để mình mua cái pin, mua cái. Mua lấy cái kiếm hai tay mà xoay. Chỗ này chơi không có cái. Để đi mua cái đao áo anh đao. Phá tháp mình định, phá tháp mình định nhờ cái gì phá tháp. Tháp nó phá rồi mà. Thì ngao đá này. Ngáo đá dù con ma túy đá, bữa trước ngon ma túy đá ấy. Đừng đập xịt cái gì. Sao?
Ơi ngao đá, nhưng mà tuy đá có phải là một không, có phải là bữa trước không? Ui xộn ôi, anh bắt đầu thích em rồi đấy. Lúc nãy em nói lúc nãy nói nó cái gì nhỉ? Hồi nãy nói bảo nói đây nó xin xin cái gì, chân quỷ vương với lại áo quỷ vương hả? Ôi hên quá. Ây da, được được được. Kiếm không kết giác được, sao là kiếm không kết giác được? Sức mạnh cố chém này thì không kết giác được. Cho xin đồ đi đại ca, cái gì ông nào đây? Rồi anh em có tin là một thanh nhén là mình một cái nhén có làm lên được không? Ôi ô, ô. Cái này một ốp ta, ờ có một ốp thì lại phải cho đến 20 rồi. Thằng nào rồi? Nào đây? Gà lắm rồi. Tôn nhà tại chợ này. À, giờ thì giờ là em mới chưa đồ thì em lại phá anh. Mấy là không nhà nha, gặp người ngoài là đúng rồi đó. Từ từ hình như anh có, anh có mấy món này xe đây này, để cho này, từ từ đây quý vương thấy không? Rồi sao MG đi xài quý vương? MG sao lại xin đồ quý vương? Đây phải không? Người ta cái mũ làm gì? Trả mũ luôn này. Có lấy cái gậy, đấy em cho cái gậy này. Gậy huyền quang. Con sau xài gậy huyền quang, MG xài huyền quang cũng được. À có gậy đấy hả? Gậy còn VIP, gậy của mình. Rồi. Em mới lấy cái gậy ngon thế. Lên cấp 2 luôn. Lên cấp 2 đi. Lên cấp 2 luôn. MG cũng xài mũ và em đầu đi tầm.
Xét quý vương mà mờ mặt được. Rồi cứ nhanh nào, tính tính ngay đó đi. Nghe nào, ơi mình lấy cái ngày này cho làm gì vậy, nó đá đi. Ngay nào, tính ngay đó đi. 70% mát đấy. Đây là rồi, một phát kìa. Ý anh em sao anh em ơi? Làm nháy luôn không? Lên 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 lên. Đóng cái Queen 2DK hả? Anh chưa nha, tháng 19 này. Đỉnh. Nó phải là như thế phải không? Rồi. Được, 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 được. Không sao hết. Mấy cọng lông con đồ được nhỉ? Cuộc đời có khi nào nó sang một ngã rẽ ác không? Đây, 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 đây. Ủa, bữa trước mình cái đây có mình nhiều lắm mà ta. Đây đâu ta? Cái để thật gom hả? Biết đâu bất ngờ phải không? Đôi ta tuyệt vời xa nhau. Cái gì đồng nào cho quân tàng hình? Anh em cứ nói thế. Nó đang nó nhắn tin Zalo. Zalo nào ta? Một canh hát làm nên mùa xuân nào? Rồi, chơi một canh hát làm nên mùa xuân luôn chứ sao giờ? Thả một phút huy hoàng thì chật tắt. Vấn đề là soi bằng cái gì, hay soi bằng cái gậy quý vương này thử xem sao. Gậy quý vương này ba ốp đấy, cứ đập này đâu. Chuẩn bị lúc kèo nhân phẩm nữa. À đúng rồi, bây giờ có nhiều cũng vậy không, không nhiều mà bây giờ đen cũng vậy thôi. Hello Hoàng Phi Hồng nha. Rồi được phát đi ăn cơm ngon luôn này. Cảm hứng và dâng trào này. Bây giờ xoay lên lên Win 3 xong mình đi ăn cơm xong mình cho lên lên mình lại like lên mình cho Win mát dòng đấy, nó phải là như thế rồi. Đâu hình như là BS rồi chứ nhỉ. Từ đây thử rồi đó, một phát lông hả,
50 đi hả? Nói chung là 168 tâm linh nguyện đúng rồi, đủ rồi này. Sao anh em ý anh em sao áo anh em gì? Thì ông nào nào nghe anh em nhắn tin Zalo nào ta. Không thấy luôn ta. Chắc bị delay rồi. Chắc bị delay rồi. Hay bây giờ chơi đếm đi nhỉ? Chơi đếm đi, liều đi. Bây giờ có gom cũng 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 vậy không? Có gom giống luôn, giống như anh em thấy hôm qua mình có 3 phát liên tục đấy. Phát luôn. Mình nhắm mắt mình đập luôn. Đếm đến 10 đập. Tiếp đến 10 đồng. Tắt hết tất cả này. Tắt hết tất cả này. Mọi thứ này. Tiếng chuông nhà thờ này. Đồ họa này. Để chuẩn bị chào đón. Từ từ đã. 50, 50 rồi này. Thế 50, 50, 49 là 49 sơn công chúa đập 49% đấy. Mình có bắt trước mình đập là to đấy. Giờ đến đấy lút cán luôn. Chơi nha. Mình đếm đến 10 xong mình đọc rồi mình quay quay điện thoại mình coi trên live này nó có lên không. Bây giờ nhát này là 310 anh em nha, mọi người like xem anh em ơi, anh em cho mỗi người chơi xin nó like này anh em ơi. Đếm nha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi, chờ cái like này. Chờ cái like. Lên rồi đấy ạ. Lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Vẫn còn cái nịt anh em ơi. Rồi lại tàng hình.